Hello, tôi tên Hậu, bề ngoài không xinh nhưng tôi rất trâu. Tôi đang sống với dì, có thêm cả hai đứa em. Không ai quan tâm việc nhà tôi lo tôi chăm. Bao nhiêu năm loay hoay trong kho, mắt mũi tèm lem khắp nơi gọi tôi với tên là nhanh lên đi nhỏ nhèm dăm ba việc con còn sao mãi không xong. Hôm nay có lễ hội, hai đứa em phải đi mua sắm. Nghe nói lễ hội này con trai vua cũng tham gia. Vậy thì con chần chờ chi nữa? Phải làm nhanh thôi, xong xuôi hết việc rồi tối con đi. Chắc tối nay có đông người thì vui lắm nhỉ? Ừ, vui lắm nhỉ. Ở hình như trong kho có một chiếc đầm. Đời có mấy khi ta được đi party. Này này con kia đi đâu sao lại mặc váy của ta? Ơi, con thấy trong kho nên con mặc đi lễ hội. Con đã xong việc nhà giờ ta đi nhá. Trông cũng xinh ha, con muốn thì theo ta. Nói cho chị đi, nhìn chị kia chẳng ra cái gì. Mày để đấy tao lo, đừng lằng nhằng đôi co. Muốn đi à? Đâu có dễ.